Hello mọi người, cùng đến với video của Nice Car. Và ngày hôm nay Nice Car có hoàn thiện thêm một chiếc Kia Carnival màu trắng, bản máy dòng, bản full máy dòng 2.2 nha mọi người. Thì chiếc Carnival màu trắng này anh chủ vừa mới lấy trong hãng luôn và quyết định đưa đến Nice Car và nâng cấp một số phụ kiện ở phần ngoại thất cũng như là nâng cấp nội thất limousine ha. Và mời mọi người cùng tham khảo chi tiết gói độ nội thất limousine cho một chiếc Kia Carnival vừa mới lên máy này nha, với chi phí khoảng trên dưới 200 triệu nha mọi người. Đấy, đầu tiên em sẽ giới thiệu cho mọi người phần nội thất bên trong trước nha. Đấy, thì đây là nội thất em đã nâng cấp cho anh trai Kia Carnival này rồi nha mọi người. Đấy, và mọi người có thể xem nội thất bây giờ nó đã thay đổi hoàn toàn so với cái nội thất nguyên bản ha. Đầu tiên thì em đã nâng cấp cái phần ghế hàng hai, đã nâng cấp lên thành hai ghế thương gia cao cấp, rất là cao cấp nha mọi người. Đấy, và cái nội thất bên trong em đã chuyển về màu cam và màu đen. Đấy, đồng thời cũng trang bị thêm cho anh chủ một tấm sàn carbon. Đấy, rất là nhiều phụ kiện nha. Rồi, đầu tiên thì em sẽ giới thiệu mọi người cái cặp ghế thương gia này trước nha. Đấy, đây là ghế limousine phiên bản 4.0 mà Nice Car đã giới thiệu cho mọi người rất là nhiều rồi ha. Thì ghế limousine này là một trong những mẫu ghế cao cấp nhất của nhà Nice Car thời điểm hiện tại. Nó sẽ có một số tính năng, ví dụ như là hệ thống chỉnh điện tiến lui. Đấy, thì em sẽ giới thiệu từng cái nhỏ nhỏ cho mọi người biết luôn. Đấy, thì thứ nhất em đang chỉnh điện cho ghế tiến nè, mọi người sẽ xem đây. Và tiếp theo là chỉnh điện cho ghế lùi. Đấy, thì hiện tại ghế đang lùi nha mọi người. Đấy, thứ hai đó, chúng ta có thể chỉnh điện cho cái phần lưng ghế, có thể nâng lưng. Đấy, thì hiện tại ghế đang nâng lưng. Và chúng ta điều chỉnh cho ghế hạ lưng. Đấy, rất là mượt mà luôn nha. Đấy, ở trên bệ tì tay phía bên trái này, đấy, nó sẽ có một cái bệ tì tay pha lê. Đấy, mọi người xem rất là đẹp luôn nha. Ở này là cái cụm nút bấm nè. Đấy, nút bấm. Đấy, chúng ta điều chỉnh tiến lùi cũng như là nâng hạ lưng. Đấy, phía dưới này giống như một cái mang cá nha mọi người. Đấy, bên trong sẽ có hệ thống led đổi màu. Đấy, ở phía dưới, phía trước này cũng có cái đèn led đổi màu. Phía trên này sẽ là hệ thống nút bấm tiến ghế nè, lùi ghế mà, cũng như là khóa mở khóa để mà chúng ta có thể xoay 360 độ nha mọi người. Đấy, đó là ở bệ tì tay phía bên trái. Còn ở bệ tì tay ở phía bên phải thì nó sẽ có một cái màn hình. Đấy, màn hình này thì có điều khiển tất cả cái chức năng của ghế này luôn nha mọi người. Ví dụ như là chúng ta điều chỉnh tiến lùi nè, điều chỉnh lên xuống nè, điều chỉnh gác chân nè, điều chỉnh gối đầu nè, điều chỉnh chế độ lái, chế độ ngủ nè. Đấy, điều chỉnh quạt gió 3 cấp độ, điều chỉnh sưởi ấm cũng 3 cấp độ, điều chỉnh massage. Đấy, khởi động massage, tựa lưng trên, tựa lưng dưới, nâng lưng, rất là nhiều. Chúng ta có thể điều chỉnh ánh sáng. Nói chung là tất cả các chế độ có trên ghế thì chúng ta điều chỉnh ở trên một chiếc màn hình cảm ứng như thế này. Đấy, và khi không chủ trùng nữa thì chúng ta có thể ấn thì màn hình sẽ thụt xuống. Đấy, rất là cao cấp nha. Và đặc biệt trên mẫu ghế 2.0 này thì Nice Car đã bọc da Nappa. Mình lưu ý nhắc lại mọi người là da Nappa nha mọi người. Đấy, một trong những loại da rất là cao cấp đến từ nhà Nice Car. Thì da Nappa được bọc về màu cam hơ mạt, thì như video bạn cũng có thể xem. Đấy, thì cái văn ghế thì Nice Car đã thiết kế văn ghế của mẫu 4.0 này nó rất là đẹp luôn. Đấy, kèm theo là đục lỗ vi tính nhỏ mà người thấy. Đấy, ở trên cái gối đầu thì Nice Car cũng thiết kế luôn một cái logo để cho anh chủ, có chữ T và chữ K ở giữa nè, xung quanh là các hoa văn mọi người thấy ha, rất là đẹp luôn nha. Đấy, đó là cái ghế thương gia phiên bản 4.0 này. Đấy, kèm theo là một số tính năng khác, ví dụ như là sạc không dây dành cho smartphone chẳng hạn. Chúng ta có thể xoay ghế này 360 độ cho xoay 360 độ hai ghế này nó về ở phía sau. Đấy, để mà chúng ta có thể người ngồi hàng ghế thứ hai, chúng ta có thể trò chuyện với người ngồi ở hàng ghế thứ ba được luôn nha mọi người. Đấy, một tính năng rất là hay ở trên ghế 4.0 này. Nice Car cũng nâng cấp một cái sàn. Đấy, cái sàn phía dưới mọi người thấy xem. Đấy, cái sàn carbon ha, sàn carbon Đấy, sàn carbon. Nổi bật ở trên phần sàn đó là những chi tiết lá vàng mọi người sẽ thấy. Đấy, và logo ở giữa sàn. Nice Car thiết kế là logo chữ T chữ K giống như logo trên gối. Đấy, mọi người sẽ thấy. Thì logo cá nhân hóa cho anh chủ xe. Đấy. Nếu mà mọi người thi công sàn bên Nice Car thì sẽ được tặng hai cái tấm ốp bằng inox như thế này. Đấy, hai tấm ốp inox này thì hai tấm ốp này trên thị trường đang dao động khoảng 4 đến 5 triệu cho một cặp. Đấy. Đấy, thì Nice Car sẽ tặng luôn cho mọi người hai tấm ốp này và sẽ có luôn hai tấm sàn ốp lưng ghế hàng 3 đối với dòng xe Kia Carnival. Nice Car sẽ lắp luôn cho mọi người. Đấy. Và ở trên cái bề mặt sàn này mọi người mang dép guốc thì đừng bao giờ mà sợ bị trầy, bị xước nha. Bởi vì Nice Car đã dán một lớp PVF. Đấy, để mà chúng ta có thể mang dép, mang giày, mang guốc đi lên, đi xuống xe mà chẳng có bị vấn đề gì cả, không có bị lo trầy xước sàn. Đấy, như những cái mà mọi người đã từng sợ thì sẽ không bao giờ bị trầy xước nha mọi người. Đấy, đó là phần sàn. Tiếp theo đến là phần trần. Trần thì mọi người đã thấy biết bên trên trần thì đã là trần màu đen rồi. Thì nguyên bản cái trần này nó sẽ là màu kem nha mọi người. Trần màu kem. Đấy, thì Nice Car đã bọc lại da lộn Alcantara về màu đen cho chiếc xe Kia Carnival này. Đấy, tất cả đều đen hết. Đen, nhựa cũng đen. Đấy, nhựa đen hết. Và tay nắm đều đen, những cái cảm biến hay là cái đèn trần đều là màu đen hết, cửa gió điều hòa cũng màu đen hết, toàn bộ hết luôn. Đấy, tông sực tông. Nổi bật ở bên trên phần trần đó chính là hệ thống led trần sao băng. Ha, mọi người thấy trần sao băng được đi ở xung quanh phần trần với hơn 800 đầu sao, nó tạo nên cái sự sang trọng cho chính chiếc xe của chúng ta. Và đồng thời khi mà chúng ta di chuyển ở trên những quãng đường xa, quãng đường dài, chúng ta có thể ngã ghế ra, chúng ta ngủ nghỉ ngơi. Và bên trên đó là một bầu trời đen kèm theo những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Đấy, một cảm giác rất là thư giãn ha. Đấy. Và ở cái hàng ghế thứ hai này em cũng nâng cấp thêm cho anh chủ một cái bàn làm việc chỉnh điện. Đấy, thì cái này là bàn làm việc chỉnh điện, em vừa bấm đấy, thì bàn làm việc đã mở ra, mọi người có thể xem. Đấy, đó là bàn làm việc để phục vụ mục đích cho người ngồi ở hàng ghế chủ tịch. Đấy, thì trên bàn này nó sẽ có một cái sạc không dây dành cho smartphone. Đấy, một cái hốc để ly, mọi người thấy. Đấy, ở phía dưới là cái bệ để chân. Đấy, chúng ta trên những chuyến đi xa chúng ta có thể làm. Và bàn này là bàn điều chỉnh điện nha mọi người. Và khi chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta có thể gập cái bàn này lại. Đấy, gập lại thì nó sẽ thu gọn vào. Đấy, nó sẽ không chiếm không gian diện tích. Và khi cần thì chúng ta có thể mở ra để mà chúng ta phục vụ công việc hay là chúng ta có thể ăn uống ở trên xe luôn nha mọi người. Rồi, đó là ở hàng ghế thứ hai. Và bây giờ là hàng ghế thứ nhất nha mọi người. Thì em đang ngồi ở ghế tài. Thì đối với hai ghế tài và ghế phụ em đã bọc lại da Nappa về màu cam hơi mệt cho nó đồng bộ với ghế hàng 2 cũng như là ghế hàng 3 nha. Đấy, cam hơi mệt. Đấy, da Nappa, chất liệu da rất là cao cấp. Đường vân ghế, đường đục lỗ thì nó giống như cái ghế ở ghế chủ tịch. Đấy, và trên logo, trên cái gối ghế vẫn theo logo chữ T và chữ K. Đấy, mọi người thể thấy ha. Đấy, hai ghế được bọc lại da, nó rất là êm ái luôn nha mọi người. Thì mọi người có thời gian thì cứ ghé đến Nice Car và mọi người có thể trải nghiệm trực tiếp chất liệu da Nappa tại Nice Car nha. Đấy, tiếp đến là một chiếc vô lăng carbon ha. Đây là một chiếc vô lăng carbon fiber. Đấy, do Nice Car thiết kế cho anh chủ luôn. Đấy, rất là đẹp luôn nha. Đấy, nửa bên trên này nó sẽ là phần carbon. Đấy, nó rất là to, cầm nắm nó rất là sướng nha mọi người. Chúng ta đánh lái vô lăng nó rất là đã luôn nha. Ở phía dưới cũng vậy, ở phía dưới nó sẽ cũng có luôn cái phần carbon. Hai bên này thì là sẽ là hai cái tay cầm bằng da. Đấy, chúng cầm dép nắm rất là mềm mại luôn nha. Đấy, khi mà chúng ta lái xe thì cảm giác lái được thấy nó thích hơn rất là nhiều, cũng như là cái vô lăng này nó sẽ thể thao hơn rất là nhiều luôn nha mọi người ha. Đấy, và tiếp theo nữa đó chính là cái bệ tì tay ở giữa hay là con ngựa giữa thì Nice Car cũng đã lắp một chiếc tủ lạnh mini. Chiếc tủ lạnh mini có dung tích là 8 lít ở bên trong này. Đấy. Đấy, thì bây giờ nước đã lạnh luôn nè mọi người. Trong tủ lạnh mini này chúng ta có thể chứa được 8 đến 10 chai nước nha mọi người. Đấy. Và khi chúng ta không sử dụng chúng ta có thể đóng nắp, và khi chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể mở nắp ra. Đấy, rất là đơn giản luôn nha. Đấy, bệ tì tay này chúng ta đóng nắp lại. Đấy, nó là một chiếc tủ lạnh giấu bên trong thì không ai có thể biết bên trong này là một chiếc tủ lạnh cả. Và khi nhu cầu chúng ta cần nước uống hay là cần đồ ăn lạnh hay là rượu bia lạnh thì chúng ta có thể để vào bên trong chiếc tủ lạnh mini 8 lít này. Nó rất là tiện dụng nha. Chúng ta không phải dừng ở giữa đường hay là cao tốc này kia để mà chúng ta có thể mua nước lạnh rồi chúng ta uống. Đấy, tiếp đến là phần tắp bi cửa. Đây, tắp bi cửa thì em cũng đã bọc lại da cho 4 cái tắp bi cửa. Đấy, và đều được đục lỗ, da đều được đục lỗ hết. Đấy. Màu sắc thì nó giống như màu của ghế VIP cũng như là ghế tài, ghế phụ, tất cả các ghế bên trong. Đấy, đục lỗ rất là sắc nét mọi người thấy xem. Đấy. Ở bên trên là một cái hệ thống led nội thất. Đó. Đấy, led nội thất chạy xung quanh xe hết luôn. Đấy. Rất là đẹp luôn nha. Và đây là ở hàng ghế thứ 3 nha mọi người. Thì mọi người để xem, đây em đang ngồi ở hàng ghế thứ 3 và da ghế em cũng đã bọc lại về màu cam hơ mạt với chất liệu là da Nappa. Và găng ghế thì nó giống như găng ghế tài cũng như là găng ghế phụ, nó tạo nên sự đồng bộ ở bên trong xe chúng ta. Đấy, ở trên gối ghế thì em vẫn theo logo TK cho anh chủ. Đấy, logo TK. Đấy, ở phần gối thứ 2 và cũng như là gối thứ 3 tất cả đều theo hết logo phần TK. Thì đối với hàng ghế thứ 3 này, Nice Car không có độ gì nhiều cả. Nice Car chỉ bọc lại da thôi. Đấy, phần nhựa bên thành bên trái phải thì nguyên bản nó là màu nâu đỏ thì cũng được Nice Car chuyển về màu cam hơ mẹt. Đấy, nó được sơn. Đấy, về màu cam hơ mẹt cho hai phần nhựa hai bên. Đấy, bên trên thì vẫn là hệ thống trần sao băng kết hợp với da lụa Alcantara ở trên bên trên phần trần. Tiếp đến là phần ngoại thất xe. Thì ở phần mặt Calang thì em cũng đã thay thế mặt Calang zin ra và lắp vào đó là bộ mặt Calang Hàn Quốc nha mọi người. Đấy, thì em đã thay hoàn thiện rồi nè, mọi người sẽ thấy bộ mặt Calang Hàn Quốc nó lắp đặt zin theo xe Kia Carnival. Đấy, nó sẽ và em trang bị thêm cho anh chủ cái 3 cái lá cờ đỏ, xanh và trắng đó, ở phía bên tài như thế này, rất là đẹp luôn nha, tạo điểm nhấn trên mặt Calang, nhìn cái xe nó sẽ thể thao hơn. Đó, rất là nhiều nha mọi người. Đấy, ở phía dưới cũng vậy. Đấy, cũng là một bộ mặt Calang lắp ở phía dưới đó. Đi kèm vào phần ngoại thất nữa đó chính là cái bộ body Hàn Quốc 6 chi tiết. Đấy, nó sẽ chạy xung quanh xe. Đây là hai chi tiết ở phía trước là phía bên tài và bên phụ ha, và nó sẽ kéo dài ra ở phía sau luôn. Đây. Đấy, và ở đây là ở phía sau. Phía sau xe. Phía sau xe thì em cũng trang bị cho anh chủ một cái bộ đèn hậu BMW. Đấy, thì cái bộ đèn hậu này chúng ta Nice Car đã tháo zin ra và lắp vào đó là bộ đèn hậu BMW. Thì cái bộ đèn hậu này lắp đặt zin theo xe Kia Carnival, không có độ chế gì cả nha mọi người. Đấy, thì bộ đèn hậu này nó sẽ tích hợp luôn cái xi nhan đưa tín hiệu xi nhan lên cao. Đấy, nguyên bản nó sẽ dưới này và sau khi đã lắp đặt bộ đèn hậu thì nó sẽ đưa tín hiệu xi nhan lên trên cao như thế này, mọi người thể thấy. Đấy, đèn hậu này rất là đẹp luôn nha mọi người. Đấy, nó khi mà lắp đặt thì nó sẽ không ảnh hưởng đăng kiểm nè. Đấy, lắp đặt zin theo xe Kia Carnival nè và tất cả đều là cắm chắc zin hết nha. Đó, phía bên dưới là bộ body, hai body hai bên cũng như là hai body Oppo như thế này. Bộ body Hàn Quốc nó rất là đẹp luôn nha. Và gói nâng cấp cho một chiếc Kia Carnival màu trắng này thì Nice Car nâng cấp thời gian khoảng 10 ngày với tài chính trên dưới 200 triệu ha. Thì vừa rồi em đã chia sẻ với mọi người về một gói nâng cấp nội thất và ngoại thất cho một chiếc Kia Carnival cho một anh trai vừa mới lái xe trong hãng luôn. Và mọi người có thắc mắc gì về gói độ nội thất cho một chiếc Kia Carnival này thì hãy inbox ngay với Nice Car để được tư vấn, bao giá một cách chi tiết nhất ha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video.